Chào các bạn, trong video này thì chúng ta sẽ cùng với nhau tập luyện ca khúc Đất nước tình yêu. Đây là một ca khúc song ca. Và ở ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng tập luyện ở gam pha thứ. Nốt cao nhất của chúng ta sẽ là nốt pha 4. Đối với giọng nam chúng ta sử dụng giọng thật là đương nhiên rồi. Nhưng tuy nhiên đối với giọng nữ thì chúng ta sử dụng giọng giả thanh thì có thể lên được các nốt cao dễ dàng hơn và nó phù hợp hơn. Đây là dòng âm nhạc thính phòng, nhạc truyền thống, nhạc thính phòng. Cho nên là các bạn cần phải mở khẩu hình theo chiều dọc nhiều hơn để chúng ta có thể đạt được cái âm lượng và cái màu âm thanh phù hợp với thể loại này. Nào, chúng ta sẽ cùng đi nhá. Chi tiết hơn vào khổ 1 nhá. Đây này. Đối với nhạc này thì chúng ta mở khẩu hình theo chiều dọc nhiều hơn. Khi anh nói yêu em, khi em nói yêu anh nhá. Còn lại này 2 1. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Trái chứ đầy chúng ta tụt xuống cái nốt son thăng 4 son thăng 2. Nó hơi thấp chút thì mọi người cố gắng đẩy xuống nhá. Khi em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em. Cái đoạn này khá khó để hát. Khi anh nắm chúng ta mở miệng. Khi anh nắm. Có nghĩa là mình mở chữ A nắm ra trước, sau đó là cuối cùng chúng ta mới đóng chữ M lại nhá. Khi anh nắm tay em. Chữ em này chúng ta phải mở ngân dài ra một chút và sau đó chúng ta mới đóng lại chữ mở thì mới tròn được từ. Lại nhé. Khi anh nắm tay em. Mây răng răng bay chỉ còn anh chẳng mơ. Mây răng răng bay chúng ta hát nhẹ một chút. Mây răng răng bay chỉ còn anh chẳng mơ. Thì chúng ta sẽ áp dụng, chúng ta có chia làm 3 đoạn cái từ đó. Ví dụ chữ mềm chúng ta có 3 đoạn thì chúng ta sẽ ngân ở cái đoạn cuối là 1/3 thôi, còn hai cái đoạn đầu tiên là chúng ta vẫn phải mở chữ mềm ra dài nhá. Các bạn chú ý này. Và khi chúng ta yêu nhau chẳng cái thu nào làm con tim ta yêu mềm. Rồi điều khúc này. Ôi Việt Nam, chúng ta pha chữ ơ và ôi Việt Nam nhá. Ôi Việt Nam. 70% chữ A và 30% chữ ơ thì chúng ta sẽ có một cái chữ A pha rất là ấm áp, tròn trịa và lên cao. Chúng ta có một cái âm thanh nó sẽ sáng đủ. Chúng ta không bị bạch thanh quá là chữ A và cũng không bị sâu quá là chữ ơ nhá. Mọi người phải pha 70% chữ A và 30% chữ ơ sẽ được cái chữ A như vậy, chữ Nam như vậy. Cái đất nước thì chúng ta luyến chữ nước lên. Đất nước tình yêu nhá. Xong lại bên lũy lũy tre xanh ra luyến chữ lũy nhá. Bên lũy tre xanh xây nhiều công trình. Lũy thì luyến lên công lũy tre xanh, còn công thì ta luyến xây nhiều công trình nhá. Hai câu này này. Ôi Việt Nam. Nhớ này, ôi Việt Nam mở dọc 70% chữ A, 30% chữ ơ. Đất nước tình yêu thì luyến chữ nước nha.
lũy trên xanh thì luyến chữ lũy, và chữ công, công này công thì lên xuống, biết lũy trên xanh sẽ nhiều công trình, dòng họ thiết tha, dòng họ thiết tha, tình yêu đất nước, nước tràn hòa, nước, và cuối chữ nước chúng ta đóng lên mũi chữ cờ, nước tràn hòa. Cuối chữ hòa chúng ta dùng nhá. Mọi người nghe mình làm mẫu đoạn này này. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, bên lũy tre xanh xây nhiều công trình, dòng họ thiên tha, tình yêu đất nước chân hòa. Rồi, vậy là chúng ta đã đi được xong nửa bài rồi đấy. À, khổ hai cũng tương tự như vậy, chỉ khác nhau về ca từ, còn giai điệu y hệt, không khác gì cả. Khi em tiến, tiến đóng lên mũi, khi em tiến anh đi, đồng quê mù xanh mưa, yêu ôm ôm cây súng, người yêu cây súng, ôm cây súng trong tay. Khi em tiễn đóng lên mũi lướt lên anh đi, đồng quê màu xanh lúa lúa, yêu cây súng súng, ôm hoặc là yêu cũng được, yêu cây súng súng, chúng ta cũng đóng là súng sớm ngày, mà chúng ta phải là yêu cây súng, có nghĩa là mình gần gài chữ u là súng, xong cuối cùng mình là chữ ngờ, yêu cây súng trong tay. À, chúng ta phải dài nha, dài chữ A ra cuối cùng mình là chữ Y. Yêu cây súng trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời. Ok, câu cuối cùng này, câu cuối cùng này. Và khi chúng ta xa nhau, và khi chúng ta xa nhau, chú lên chữ chúng nha. Và khi chúng ta xa nhau, gắn như mùa vàng tiền phương này vui tháng giang giang. Đó là chúng ta đã xong khổ thứ 3. Ở đây cũng có thể là lời 2, lời 2 của bài hát này. Điệp khúc thì nó khác nhau cũng như vậy thôi, nhưng mà khác nhau một chút nha. Khác nhau một chút cái ca từ thôi. Nào, mình sẽ cùng với nhau đi cả khổ 3 và 4 này nhá. Khi em tiến anh đi, đồng quê mù xanh mưa, ôm cây súng trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời. Và khi chúng ta xa nhau, chúng ta xong hết cả bài này.